Xin chào các bạn đã quay lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ quay và chia sẻ cho các bạn một cái mẫu xe Vario 160 được lắp ráp ở Việt Nam nha các bạn, do Honda Việt Nam phân phối. Thì hiện tại bên mình cũng có đang có cái giá lắp sale, với tức là giảm giá cho các bộ cái màu xe các bạn. Hôm nay bên mình sẽ giảm giá cho cái mẫu là Vario 160, phiên bản là phiên bản tiêu chuẩn cầm màu đen nha các bạn. Phiên bản tiêu chuẩn màu đen mình đang để ở bục giữa đó các bạn. Thì đối với dòng phiên bản này thì bên mình đang hỗ trợ giá từ giá đề xuất của hãng nha các bạn. Giá đề xuất của hãng là 51.690.000 ha. Thì bên mình đang giảm giá trực tiếp và tiền mặt là 6 triệu đồng nha các bạn. Chỉ còn lại là 45.690.000 đã bao gồm VAT, và bên mình sẽ giao bộ hồ sơ gốc cho các bạn để các bạn đăng ký biển số. Thì thủ tục đăng ký biển số nó chỉ bao gồm là phiếu xuất xưởng của xe, hóa đơn, cộng với lại khi mà các bạn ở ngoài tỉnh thì bên mình sẽ một giấy, một cái viết gọi là kiểu như là ủy quyền các bạn, để các bạn đăng ký ngoài tỉnh nha. Rồi bên mình sẽ cài số khung số máy và có thể là in tờ khai cho các bạn luôn. Còn nếu các bạn ở thành phố Cà Mau hoặc là ở các huyện trong thành phố Cà Mau hoặc là tỉnh á, tỉnh Cà Mau các bạn, trực thuộc các huyện của tỉnh Cà Mau, thì bên mình sẽ đăng ký biển số cho được các bạn nha. Phí đăng ký thì cũng là 2% trên khung thuế các bạn, hoặc là thành phố thì 5% nha. Và đối với dòng này thì đến ngày 31 tháng 3 các bạn, hãng đã có chương trình là trả góp 0% nha. Trả góp 0%. Thì cái chương trình trả góp 0% này theo mình biết á, là hãng sẽ không có gia hạn nữa. Còn nếu mà gia hạn mình sẽ báo cho các bạn sau nha. Còn nếu mà hiện tại các bạn mua với tiền mặt á, thì là 45.690.000. Còn nếu các bạn mua trả góp trong thời gian trong tháng 3 thì các bạn sẽ được hỗ trợ không lãi suất nha. Đấy, cực kỳ hấp dẫn cho một cái dòng xe Vario 160, động cơ 160 các bạn. Có khóa thông minh ha, có khóa thông minh, cực kỳ full đèn led phía trước sau luôn các bạn. Full đèn led phía trước sau nha. Đấy. Và các bạn lưu ý nha, đối với dòng phiên bản tiêu chuẩn này á thì nó chỉ có một cái đĩa trước thôi nha các bạn. Mình sẽ quay bên nhìn vào bên phải của xe nè các bạn, chỉ có một đĩa trước thôi nha, một đĩa trước duy nhất, và đĩa là đĩa phanh thường nha các bạn, phanh thường nha, không có ABS nha, đĩa trước mà vào phanh thường không ABS, màu đen bạc. Thì mẫu này thì hiện tại bên mình đang để giảm giá 6 triệu các bạn. Từ giá hãng nha các bạn, từ giá hãng, giá hãng đang limit là 51.690.000 ha. Thì mình cũng nói rõ như để các bạn có thể tham khảo cũng như là lựa chọn sản phẩm. Thì phía sau này là phanh, là phanh thường nha các bạn. Mình sẽ quay các bạn đây. Đây là phía sau là phanh thường nè các bạn. Đây, phía sau là phanh thường nha. Còn nếu các bạn muốn lấy phanh đĩa sau nữa thì các bạn phải chọn phiên bản đặc biệt hoặc là phiên bản thể thao nha, thì mới có phanh đĩa sau, và phanh đĩa trước của nó là ABS ha. Thì màu á, thì phiên bản này đó các bạn, phiên bản mà phanh phía sau này nè, nó chỉ có màu đen này và màu xanh nha. Màu xanh thì bản cao cấp, giá thành nó sẽ cao hơn nha các bạn, và nó chỉ được hỗ trợ được có 2 triệu thôi, tức là 52.690.000 các bạn. Hỗ trợ 2 triệu còn lại 50.690.000. Còn đối với dòng phiên bản tiêu chuẩn màu đen này á, thì bên mình mà đang để giá thấp hơn giá hãng các bạn, thấp hơn giá hãng 6 triệu nha, để hỗ trợ cho các bạn. Đấy, thì xe thì cũng không còn nhiều lắm các bạn, bên mình cũng thiếu xe màu đen luôn, cho nên nhưng mà tại vì đợt này bên mình đang chạy chương trình lát xe cho một cái mẫu xe và cái màu xe các bạn, cho nên bên mình đang sắp hết xe một cái màu đen các bạn. Đấy, mặt đồng hồ điện tử hết nha các bạn. Đây là khóa thông minh nè các bạn. Bên này thì có học để đồ bên này nha, và có cổng USB bên trong luôn nha các bạn. Đây, phía dưới này thì có móc để đồ nè, móc đồ nè. Bình thì nằm phía dưới đó các bạn. Cốp thì rất là rộng nha, cốp rất là rộng, bình xăng để bên trong này. Mẫu xe này thì hiện tại là mình sẽ có được 4 màu, thì bạn nào thích màu khác thì các bạn có thể liên hệ với mình qua số điện thoại mình đặt ở video nha. Còn nếu bạn thích màu đen thì có thể liên hệ trực tiếp mình qua số điện thoại mình đặt ở trong video luôn, để mình có thể chốt một chiếc xe trong tháng 3 này, để có thể là hỗ trợ chương trình góp không lãi suất các bạn, và được cái hỗ trợ giá đặt tiền mặt là 6 triệu đồng nha. Thì địa chỉ của mình, cửa hàng của mình hiện tại là mình đang ở thành phố Cà Mau nha các bạn. Thì các bạn nào mới ở huyện của trong tỉnh Cà Mau á, thì cũng có thể liên hệ mình, hoặc là ngoại tỉnh thì các bạn chuyển khoản qua công ty bên mình thì bên mình sẽ ship xe được nha. Thì mình ship tối đa là tới cầu Đồng Nai trở lại nha các bạn, tại vì mình không vận chuyển theo chành mà mình vận chuyển theo
Hình thức là các cái xe mà giao xe xuống cho mình đó các bạn, chơi xe mà hãng xuống cho mình thì mình sẽ gửi theo chiều kèm với tài xế như vậy để tránh cái tình trạng là xe trầy nha các bạn. Mình kiểm xe rất là kỹ và mình giao cho các bạn để hạn chế xe trầy, cũng như là thủ tục rồi giấy tờ rồi mình sẽ gửi cho tài xế, nó sẽ an toàn hơn nha các bạn. Đấy. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip mà mình chia sẻ giá cũng như là chương trình khuyến mại sắp tới bên mình nha. Xin chào.